dính thẻ đỏ trận thua đội Trung Quốc, Tiến Linh được đấu Uzbekistan và Hàn Quốc. Ngày tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ra mắt huấn luyện viên Chu Xi đã nhanh chóng khép lại bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Vậy anh sẽ có thể ra sân trận nào tiếp theo ở kỳ FIFA Days tháng 10? Cũng giống Quang Hải, tiền đạo Tiến Linh đã không đá chính từ đầu ngày đội tuyển Việt Nam làm khách trong trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc tại thành phố Đại Liên vào ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi huấn luyện viên Philip Chusi tung Tiến Linh vào sân ở phút 79 cùng với Khuất Văn Khang, trong cảnh đội tuyển Việt Nam chơi tốt. Dồn ép đối thủ vào thế co cụm và cần cú đấm có trọng lượng để gỡ hòa 1-1. Mặc dù vậy, ngày ra mắt của vua phá lưới AFF Cup 2022 đã nhanh chóng khép lại sớm hơn dự kiến, khi VAR lần đầu tiên được áp dụng ở trận giao hữu này đã xác định anh có hành vi đánh cùi chỏ vào cổ hậu vệ Trung Quốc. Sau khi Tiến Linh rời sân ở phút 89, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi không tệ, cho đến khi Hoàng Đức chuyền bóng bất cẩn để đối thủ cướp được và ấn định chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Xi tỏ ra không vui về kết quả nhưng vẫn hài lòng về các học trò, đặc biệt nhiều cầu thủ trẻ vào sân đã thể hiện tốt yêu cầu chơi bóng kỹ thuật, kiểm soát bóng ngay trên sân nhà của đội Trung Quốc. Riêng về trường hợp của tiền đạo Tiến Linh, anh sẽ cần cẩn thận hơn trong các trận đấu tới, thậm chí là trận đấu ngay sau đây 3 ngày gặp đối thủ Uzbekistan cũng tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Lý giải việc Tiến Linh có thể không bị treo giò, cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn cho biết, luật bóng đá không nói đến thẻ đỏ trực tiếp trong trận giao hữu có được tính hay không, chỉ đề cập trong thi đấu giải rằng nếu nhận thẻ đỏ thì mời anh rời khỏi sân. Luật FIFA không có quy định thẻ đỏ trong một loạt trận giao hữu có áp dụng treo giò hay tương tự. Ví dụ năm nay chúng ta đá giao hữu nhưng đến tháng 8, tháng 9 sang năm mới đá lại thì thế nào? Luật bóng đá chỉ quy định cầu thủ nhận thẻ đỏ phải rời khỏi sân. Còn tùy theo từng giải đấu sẽ có quy chế riêng, hoặc các đội thỏa thuận với nhau trong chuỗi các trận giao hữu mà quyết định thẻ đỏ có treo giò hay không, hoặc treo giò mấy trận. Ví dụ ở V-League nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 2 trận, nhưng các trận giao hữu thì có thể lại khác. Trên tinh thần đó, khả năng cao Tiến Linh sẽ vẫn có thể vào sân ở 2 trận giao hữu còn lại gặp đội Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và đội Hàn Quốc 17-10. Tất nhiên, việc vua phá lưới AFF Cup 2022 và top 3 ghi bàn trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có ra sân không sẽ phụ thuộc vào toan tính của huấn luyện viên Philip Chusi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.